Vâng, mới chào tất cả các bác. Nay em có về một bộ rề bao đến hãng Đờ Nông, hàng của Mỹ, nhưng điện 120V. Bộ này chạy mạch Class A, có mã là BOA 2004 và VRA 1000. Bộ này ship từ Mỹ về, rất là đẹp, xuất sắc. Mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Giá bộ này là 16.500.000, công suất là 900W, chạy 16 sò nha bác, 16 sò, chạy nguồn xuyến nha. Em nói chạy mạch Class A, rất là tuyệt vời, hai hồi gỗ hai bên. Bộ này là mèo đen, đánh hầu như là công suất cơ này thì các bác chơi lo nào cũng được. 900W chạy 16 sò, mỗi bên 8 con, 16.500.000, đã bao ship cho các bác nha. Mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho qua hàng số điện thoại phía trên màn hình. Mạch mũi là đẹp keng nha các bác, đẹp xuất sắc luôn nha. Chạy hai cầu lo AB, A kèm B. Hàng của Mỹ, các bác lưu ý cho em điện 120V nha, 120V. Các bác có thể sử dụng điện 110, 120. Hai cầu lo. Đây là phía sau của nó, em nó sở hữu là hai cầu loa nha, hai cầu loa. Và inbox norm red. Chúng ta kém một dây bên này, một dây bên đây nha các bác. Hai cái kiểu nó con này kiểu monolock rồi. Hàng UL điện 120V, hai cái đều sản phẩm là đều 120V. Tí em mở cái bao cho cùng xem. Nói chung mới lắm, bên trong là rất mới tinh luôn, hàng Mỹ về. Hàng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha. Các bác nào nhanh tay thì alo cho em nha. Giá là 16.500.000, các bác sở hữu một bộ rề bao rất là khủng luôn. Và hàng của Mỹ đó nha các bác. Đây, đây là bộ cái bao. Bao nó chạy nguồn xuyến nha các bác. 2 4 6 8 nguồn tụ này, có thể thấy qua nguồn xuyến đây. 8 tụ nha. Và mỗi bên là 8 sọt, rất là mới luôn nha. Mới keng. Ở đây con rề. Thì tổng quan hai sản phẩm chúng ta để chồng lên rất là đẹp và có thể trưng bày. Đánh những dòng loa lớn đời nông thì chơi loa Boss, loa BBK, loa châu Âu, loa Nhật nó đánh rất là tốt. Đây là bộ rề bao sản xuất cho thị trường Mỹ nha các bác, rất là hiếm. Nên em về được bộ này thì giới thiệu cho các bác, bác nào lấy thì alo cho em nha. Giá em đã bao ship cho các bác nha. Mà bộ này nó chạy mạch Class A nhưng rất là ngọt luôn, các bác có thể chơi vào loa Mỹ được nha các bác. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Các bác nào chốt thì trực tiếp alo cho em nha.